Ông Đăng, Hồ Hoài Anh bị loạt nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh, màn phong sát chính thức khởi động. Nhiều doanh nghiệp đang hợp tác với Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã có động thái giữa lúc hai nghệ sĩ vướng lùm xùm liên quan đến cáo buộc HD tại Tây Ban Nha. Những ngày qua, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là hai cái tên liên tục được nhắc đến, thậm chí tên của cả hai đã dẫn đầu tìm kiếm trên Google. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ngày 1 tháng 7, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền chóng mặt bài báo nước ngoài với nội dung một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố HD trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Sau đó, thông tin tiếp tục được tiết lộ, hai công dân Việt Nam bị bắt tại Tây Ban Nha với cáo buộc xâm hại TD đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Dù danh tính của cả hai không được công khai, nhưng nhiều sự trường hợp về thông tin, tuổi tác, nghề nghiệp, trang phục, địa điểm, du lịch tại châu Âu đã khiến dư luận đổ dồn về Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Ngay sau khi có thông tin về sự việc, nhiều nhãn hàng đang hợp tác với Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã có động thái với hai nghệ sĩ. Hàng loạt link bài viết quảng bá cũng như hình ảnh chụp cùng sản phẩm của các nghệ sĩ này đều biến mất. Số doanh nghiệp bất động sản vốn thường xuyên đăng tải hình ảnh, video Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh tới xem căn hộ ở dự án chung cư, biệt thự mới cũng đều gỡ toàn bộ bài viết có hình ảnh của hai nghệ sĩ này. Cuối năm 2021, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang kết hợp với một bệnh viện để thực hiện MV quảng cáo. Hiện MV được đưa về chế độ không công khai, chỉ những người có đường link mới xem được. Tương tự, Tết Show Học Yêu do Prudential sản xuất và phát hành trên YouTube tháng 6 năm 2021 với sự tham gia của vợ chồng Hồ Hoài Anh cũng bị chuyển về chế độ riêng tư. Khi truy cập đường link thì nhận được thông báo video không có sẵn. Đây là video riêng tư. Riêng video Tết Show trên Banbay Production vẫn tồn tại. Ngoài ra, cuối năm 2021, Hồ Hoài Anh còn sáng tác bài hát Học Yêu để quảng cáo cho công ty bảo hiểm này. Vợ chồng Hồ Hoài Anh cũng đang đại diện hình ảnh cho nhiều mặt hàng dành cho gia đình. Một trong số đó là thiết bị tắm nước của Panasonic. Họ hợp tác với nhãn hàng từ cuối năm 2021. Fanpage Panasonic Việt Nam cũng đăng video gia đình nghệ sĩ sử dụng thiết bị của hãng. Kem đánh răng BS của Geneva đồng hành với giọng hát Việt Nhí, chương trình do Hồ Hoài Anh làm giám khảo trong khá nhiều mùa. Gần đây, trên trang cá nhân, Hồ Hoài Anh và vợ thường xuyên xuất hiện cùng các sản phẩm của hãng này. Đầu năm, Hồ Hoài Anh và vợ đăng quảng cáo video TV LG OLED trên kênh YouTube. Một trong những sự kiện Hồ Hoài Anh và vợ tham gia trước khi tới Tây Ban Nha là triển lãm LG Style tại Sài Gòn Central, Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tháng 6, ban bay của Marisol Quy Nhơn đăng hình ảnh gia đình Hồ Hoài Anh hạnh phúc tận hưởng kỳ nghỉ ở đây. Cuối tháng 12 năm 2021, vợ chồng Hồ Hoài Anh cũng đăng loạt ảnh gia đình tận hưởng kỳ nghỉ ở My Resort Quy Nhơn. Ngoài ra, hai nghệ sĩ còn đại diện hình ảnh cho hàng loạt hãng khác như thuốc ho thảo dược Probstaban, Coca-Cola, Tubiquay, Bi Hà Nội, Sipan. Hiện nay, các hình ảnh quảng cáo này vẫn xuất hiện trên trang cá nhân của vợ chồng nghệ sĩ. Trong khi đó, Hồng Đăng hợp tác quảng cáo với thương hiệu thời trang Jordi, Lotte. Hồng Đăng cùng Hồng Diễm hợp tác với Jordi từ cuối năm 2020 để quảng bá dòng trang phục mới. Hiện tại, hình ảnh quảng cáo của Hồng Đăng vẫn xuất hiện nhiều trên fanpage chính thức của nhãn hàng. Trong khi đó, video quảng cáo Lotte được Hồng Đăng đăng trên trang cá nhân chỉ ít ngày trước khi tới Tây Ban Nha. Hiện cả trang cá nhân lẫn fanpage của nam diễn viên đều bị ẩn. Trao đổi với Zin News, đại diện một công ty bất động sản lớn, đơn vị hợp tác với cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh thông qua các dự án khác nhau, cho biết chưa thể đưa ra câu trả lời. Còn một số nhãn hàng liên quan cho biết đang cân nhắc hợp đồng với hai nghệ sĩ này. Ngoài giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Hồ Hoài Anh còn làm việc tại công ty Cát Điên Sa. Anh nắm giữ vai trò giám đốc âm nhạc và giám khảo tại nhiều chương trình do công ty này sản xuất và phát trên sóng truyền hình như Giọng Hát Việt Nhí, Simi Chong, Kim Op Rap. Đại diện Cát Điên Sa cho biết hiện công ty chưa có dự án liên quan đến Hồ Hoài Anh nên không có thông tin để phản hồi. Chia sẻ với Zin, ông Nguyễn Thành Trung, giám đốc truyền thông công ty giải trí kiêm quản lý của một số nghệ sĩ cho rằng việc đại sứ thương hiệu dính vào ồn ào chắc chắn ảnh hưởng đến các nhãn hàng. Tuy nhiên, mỗi nhãn hàng có hướng xử lý riêng, họ cần xem xét kỹ lưỡng những yếu tố như các điều khoản trong hợp đồng, ảnh hưởng của scandal lên nhóm khách hàng mục tiêu, khả năng thay thế đại sứ thương hiệu cũng như sự phù hợp của thương hiệu để có những tính toán và hướng xử lý phù hợp. Trường hợp của hai nghệ sĩ hiện tại, tôi cho rằng ảnh hưởng rất lớn bởi không chỉ gói gọn trong nhóm fan, anti-fan mà còn lan tỏa tới nhiều người. Trong đó, vấn đề được đặt ra là quy chuẩn đạo đức. Vì thế, nhiều khả năng các nhãn hàng sẽ tạm thời không sử dụng hình ảnh hoặc có cũng không tiến hành truyền thông rộng rãi. Ông Nguyễn Thành Trung nhận định.